ពីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអំពីការស្ងោរពោតពីព្រឹកមិញនេះឥឡូវនឹងស្ងោរបានល្អហើយហើយពោតគឺនៅសល់ប៉ុណ្ណេះទៀតពោតនេះគឺជាពោតដ៏ពិសេសពិសាលគឺមានរសជាតិជាពោតខ្មែរគឺកម្រក្រនឹងបានទទួលទានឥឡូវខ្ញុំបានសាកឲ្យឆ្ងាញ់ណាស់ ហើយនេះគឺខ្ញុំបានដែលបកវាដាក់ត្រង់នេះបីឲ្យកូនខ្ញុំមួយពូនខ្ញុំមួយហើយនឹងបងយាយមួយហើយឆ្ងាញ់ណាស់គឺនេះបានទៅពីអូពូតនេះគឺរសជាតិមិនខុសពីរសជាតិខ្មែរទេគឺស្អិតល្អងាញ់ម្ដង hay bột này cứ mình men đôi chỉ bột bò hạt kèng chọc thế này cứ bột này cứ miên phiệp sắt o hay thôm là o nè rồi hay kê cách việc trâu pê là về lia cứ việc là móm việc mình chà pê việc mình chạy pê chứ ពិសេសហ្នឹងទេណាក្នុងការរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់32ឆ្នាំនេះជារសជាតិដំបូងដែលខ្ញុំបានភ្លក់នៅរសជាតិរបស់ពោតស្រុកកំណើតយើងគឺនៅទីនេះគឺមិនមានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចព្រោះមិនលឿនដឹងបានមកពីណាហើយពោត លើកមុនគឺជាពោតតូចតូចដែលខ្ញុំស្ងោរក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែពោតនេះគឺជាពោតធំធំគឺរសជាតិពិសេសប្លែកពីពោតធម្មតាដែលលក់នៅទីផ្សារអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយណាហើយខ្ញុំបានកាច់ស្លឹកចេក យកទៅក្របវាហើយនេះគឺថានឹករលឹកទៅដល់ស្រុកខ្មែរយើងណាហើយនឹងខែច្រូតនៅស្រុកខ្មែរហើយក៏ខ្ញុំនៅមានទៀតដែរពូតនេះចឹងហើយបានខ្ញុំផុសដាក់ទៅក្នុង YouTube ដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកទស្សនា តែចូលមកគាំទ្រនៅ USKK Share Channel របស់ខ្ញុំជារៀងរហូតមកដូចខ្ញុំបានជម្រាបទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាអ្វីគឺជុំវិញជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចែកដំណើរទៅដល់បងប្អូនបានទស្សនាកំសាន្តផងដែរហ្នឹងហើយហើយយើងជាជនជាតិខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ រសនៅទឹកដីខ្មែរម្ហូបអាហារខ្មែរយើងតែងតែមានការនឹករលឹកទៅដល់ស្រុកទេសរបស់យើងមិនថាតែយើងបានមកកាន់ប្រទេសក្រៅតែជាមិនមែនស្រុកកំណើតរបស់យើងទេគឺតែយើងនឹករលឹកហើយដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅទេសភាពផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានដាំនៅក្រោយផ្ទះគឺថា ខ្ញុំដើម្បីរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ដែលខ្ញុំរស់នៅធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក៏ទៅទីណាមកទីណាក៏ខ្ញុំមិនភ្លេចព្រោះអីខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរឈាមខ្មែររស់នៅលើទឹកដីខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរហើយក៏បរិភោគនៅម្ហូបអាហារដែលមានរសជាតិរសជាតិសន្តោសទេណា ដកយកមកពីស្រុកខ្មែរឡហើយខ្ញុំចូលចិត្តរក្សានៅអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរដែលម៉ែឪខ្ញុំបានចែកឲ្យហើយបានកំណើតកើតនៅឯមាតុភូមិ
tức đầy Campuchia chỉ tí xa hà rồi bọc nhóm cứ nhóm tay nập ra lập khơi chìa nịch hay đôi chìa bột ngào ní vì mình chìa rương bì xoay bì xa lấy tế chùm bố nẹ đè rô nâu nông sọc khám ái hay bột vì mình tràn bộ phết rồi có vì mình khó lẹ cả nạ này bột để dương thơ loạp tài từ tùa tiến ở rô chiết ní cứ bột bì chọc chọc. Bạn tay bột này miền phiếp sạch lõ hay nâng sạch bia mình chọc cứ sạch bia đô chỉ sạch bột nó chọc mai là hay nước nông cả nặng này phong đá dương mơ tơ khuyên thà tất tập phiếp nông thằng ngày này cứ chỉ thằng ngày tờ chạy lõ miền ở rõm bia bàn đô chỉ này chọc mai dương đài cầm bông ta khai sau tùm sạp xây nâng bàn chốt cắt nâng bê dạ bê khlay khlay nê cứ thiệt ạc cả nâng tí nê cứ thông khlay nê thua áo nhóm ra lực nâng khơi nâng sọc mai rô bó dương prôm tiàng đàm chê hạ bay đôi chìa nâng sọc miệt tộ bật tê đai chìa cua chìa tí nâng ra lực nâng cứ sọ lanh nâng cua chìa tí sọ lanh bằng phát cứ tức đầy sọc mai dương là hai ảnh nụ xa vỡ rì tặng ổn ní cô bùng ách bằng phát bàn lại bà thầy cứ chấm ca cho bà đầm nam khá nhóm tặng ổn ní cứ chì ảnh nụ xa vỡ rì đầy mọc bì sọc mai tặng ổn hay khá nhóm thơ lọp khơi nở lập bâu thơ lọp khơi nở đầy tờ sọ chìa tờ sọ sâu hay thơ lọp khơi nở sọ bụt nhóng hay có thơ lọp khơi nở trao sọ cây prom tiếng đàm đàm lông suy phong đá đang khi này dùng đàm np rồi đầy lùm hai hay tặng ơn này cứ thử ai khi nhóm miền thực chất nâng ngày nực rồi lực nơi bật tê miệt tụ bật tê bao dương can tài tràn láng đời xa nhóm mình đài bàn trở lọc tờ vinh tế tôi bay dạng ná có mình miền ca bọc băng mình miền ca bằng phát chào đi chẳng buộc miệt tộc và tế đó thay thay là bỏ dưỡng cư thả sổ văn ở phùm cư chứa tức đầy mê nơi trong ta dương bàn ca thông thoát nơi tì nô bàn từ tu tiên à ha tì nô bàn chọn đầy nơi tì nô bàn từ tu dọc nơi phía xa tì nô chiếm nơi tì nô bụt dương bàn chân hơi nâng hơi dương nâng sẵn là lạc chết này cứ chỉ lạc chết thôi mà chết đời mình bạch tinh kia cứ cua ao và miền mô tà nạp hiếp nà ba hai dương mình sẵn bụt này đã cho tôi khăn ông này mới tới bụt bọn bụt này bụt này cứ chỉ bụt bị xe ba đã lư bằng tạch hai thọt sơn nâng tế đòi xa mà nẹ ánh bọn phụ ôn chẳng phụ ớt tế vậy tớ khá nông dạ bê xàm sập buôn chân nắm để khá nhóm một ruột nơi khá nông ảm rịch ní cứ mình đai là bàn phụ nó ruột chiệt bột một vị miệt độc phùm dân tế tớ ta bê ní thà xâm nàng là ô bộ phụ nhóm bìm xàl mạnh những rương chế tế sợi mông về ruột nâu em mà chú hay sợi mông chỉ bong phá ôn khang phá ôn thay nhóm cứ cuộn để bàn phạp hai tớ nâng hay có bàn kho niềng dên chọn bàn bột ấy cái tình ao thì mình nướn chỉ nẹ lụa bột chân mình nướn có ruột nâu thì trông cho lật mùi cái nhóm hay có thang trắng tục nơi tì nít tớ hay tha tự dục
tăng pi lưng dịch mình mà lại còn mình nướn ta lại vô bột ta ao nhà mông chẳng tới có khó khăn hay có lia bật này dễ bàn tới thua cái chó có bốn nhóm bàn ngược từ bật hay ngày nay có bọn kia tiết đấy ngà tất nó tiết á và hay bốn nhóm có bàn tới vô khi mình nướn vô có bạp khắc ai mà vô bàn hay cả vô mọc khơi thà bột nóng về mơ tớ đôi chỉ bột à kèng đai còn tay thay còn bá nè hay có vô một ngào xạ mơ hay lấy cả bàn tớ tuôn tiền rụi hái lũa nhạc mối có khơi thà miền rụi chiếc đôi bột khám ai chăng bát của ở cha mình tên là sọc ẩm bà chơi nợ bàn tuôn tiền nợ bụt để miền rùa chiết nợ sọc khám ai dương tiết bát bát đôi chìa trâu này ấy phong đái cứ thả nhóm bàn ai đọc vút nâng ấy bằng đọc vút bàn ai tinh nhà mà ai khá nhóm cứ thả ọc cun đọc vút cài lên phụ ấy khá nhóm mà mình miền rực đây đồng bằng thả nâng bàn trâu này mà đòi tin như thế hay là có bàn xâm rạch đôi cổ bầm non thì cái đây bật thân là ông bì ca nực là lực ông bì trâu tặng ông này hay có một bì miệt tổ phùm bà tế dương phong đái cứ cô ở miền phía bị riêng nà là vốn ở con tràn hay ngày này cứ ngày nực là lực tại đó sọc dương phùm đại thọp ruột nữ hay có bột này có đồng lực là nụ sao vì xem đấy bột này mình men chỉ bột thoải mà đa thế cứ chỉ bột này miền ruột chiết đôi chỉ ruột chiết bột không ai là tí nô bạn hay chẳng có nhom bạt mai của mọc một số all có số lại nó côn đã đọc bằng phổ ôn từ ốc nia đã tay tại chỗ mọc quan tro UFKKCA channel chỉ riêng là hốt mốc hay có tôm bóng ôn thamay và nâng ai miễn tức chất thả chùi còm trơ channel là bóng nhóm UFKKCA channel có tôm chùi chạy subscribe mùi mà nhé hay complete chạy xa nhà rồi cần đăng phong đá bát bây giờ tôi bà nơi xài video thamay để các nhóm upload cho được nông YouTube channel rồi bọc nhóm chỉ riêng rồi tháng ngày hai cô bọn phụ ôn thằng ốc này cô mà đoàn tiết của xôn thay em nó con hói làm nó con tiết nông ca chui đo nơi cầm lăng chất nông ca bì dù nơi channel bọc nhóm dù xkk xe channel nâng bạc hay chấn nhóm bạc mai của mốc rư có mốc tầm ôl rù nơi nông xã rốt à mà rích thì con Charlotte ở Rốt, North Carolina có xuống chùm riệp lý nâng vô trở lọc chụp bóng phổn xa chìa thamay mà đoàn biết nâng xài video chìa bằng to bằng to thamay thamay bát chẳng có xuống chùm riệp lý bát.